Dạ em xin chào quý anh chị cô bác nha. Giờ này em bán đêm đó, chiều nay trời cũng mưa một chút nhưng mà cũng đã tạnh rồi đó. Thì hôm nay em sẽ quay cái đài Quảng Trị nha anh chị, ngày 19 tháng 10 2023 thứ năm này nha. Rồi 58 đó, 78 01 31 96 04 69 38 29. Chờ mưa ẩm ẩm cho nên tài số cũng hơi dịu, bón với số rất là dễ dính nha anh chị. Dính là nhiều khi mình không có lời đâu. 25 bón bị mắc số nhiều lắm nha anh chị, bón với số thường bị mắc lắm, mắc là do dính đó. 40 07 93 66 75 80. Bốn dây số thì mong là khách hàng ta trúng để ta cho mình nha anh chị, ta trúng thì cho. 55 số 10 87 đây Quân Bình nha anh chị, Quân Bình 87 nè. Quân Trị 87, Quân Bình 87 luôn. Rồi Quân Bình nữa 20 tờ là 40. Quân Bình nha anh chị, đây Quân Bình nữa nè, 22 nè. Rồi số mấy này nữa, ngày mai Quân Trị số nhiều nha anh chị. 16 34 22 43 số 5 làm chiến bông hoa số ra đẹp á. 13 71 84 62 99 hả. Rồi đây là toàn bộ cái số mà từ nãy em quay cho anh chị đã đầy đủ. Thì cũng có hồi chiều cũng có bón rồi, có bón về sắp á nha, cho nên là mong rằng là những cái tài dây số còn đây sẽ vô những con số lớn. Rồi thì anh chị nào mua số thì điện Zalo các bạn với em 0968634712, 0968634712. Rồi thì số tài khoản là 4512220523226 nha anh chị. 4512220 4512220 537 2226 nha anh chị. Đó, xem tên là Vi Ngọc Tài, ngân hàng Aribank. Rồi thì anh chị nào đã từng xem video trước của em thì anh chị sẽ biết em sẽ quay cái tài khoản, nhưng cái đây là tài khoản để vỗ trong nhà bắt rồi nha anh chị. Rồi thì anh chị đã mua điện thoại cho em lấy số trước, anh chị lấy trước giờ 5:20, 5 giờ còn tốt để anh chị mình có tài dây số, mình cầu lộc cầu tài nha anh chị, thần tài gõ cửa mọi nha. Đó, rồi thì video đến đây cũng xin tạm dừng, chúc cho anh chị cô bác phát lộc phát tài may mắn. Rồi thằng cu nữa xong ngồi xe lưu với con, ngồi đọc xe lưu nha. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã yêu mấy kênh YouTube bốn dây số vỉa hè của em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.